Dạ em xin chào tất cả các ngành thủ ạ à. Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em Video số 693 và ngày 23 tháng 6 nha Rồi video này em sẽ có là máy bè, máy biển, máy phờ ly Máy uh, hột vịt và máy đứng sai tầm là um, Con này là tầm 1 ngàn, 1 nghìn, 1 nghìn Rồi có nhiều, hôm nay có nhiều là 4 nghìn nè Và cho đến tặng là 10 nghìn cho mình Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại em có ghim trên màn hình Số điện thoại của em là 03567 76692. Giá bên em báo cho bao gồm phí ship, phí ship mỗi máy là 30 000 Anh nó đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ báo ship. Và bên em có ship quốc toàn quốc các nhận hàng nên kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em nha. Rồi, xin phép lên sản phẩm đầu tiên luôn. <laughs> đầu tiên là một con máy tròn, bạn là máy tròn cho canh câu bè, câu tôm, câu cá nhỏ đây, máy siêu mini nha, siêu mini. Thì ở đây thì em xin phép em đo cho các anh luôn cho các anh dễ uh, uh, biết được rồi chiều dài của nó khoảng tầm là mình cho đây đi khoảng tầm là ba 3... gần 4 cm gần 4 cm còn cái đường kính của nó là tầm là 4,5 cm cho mình đấy máy nhỏ tay phải nhá con này thuộc hàng Olympic và hàng nội địa Nhật Bản hai chiều hai chiều không có tiếng keo hai chiều có tiếng keo và một chiều chốt chặn có nấm uh, hạm nha máy nội địa Nhật Bản mã số 1 giá 90.000 số 1 90k anh nào lấy hai máy em bao ship nha rồi một con đai qua cô donet st10 đời là con này nó to hơn tí nè cũng vậy à nó tầm đó à, này thì cứ khung của nó thì tầm là 4,5 xe 4,5 xe nha một con đai qua hàng Nhật luôn tay quay bên phải Đấy. đây hai chiều tắt tiếng kêu nè rồi em không quay ngược là vì sao là vì uh, cước của nó là đi ngược đi đi xuôi mà quay ngược cái rối dây á mỗi khi khi nào mình câu á mình xả dây thì nó được nha con này mã số 2 giá 90.000 luôn số 2 90k cho gan. <laughs> rồi số 3 một con kiểu dáng độc lạ con này thuộc hãng DOB Advento 41 cước 3 cánh vào 130m vòng tua là 4.1 ghi sẵn luôn ngoại hình của nó đây này chóc tí nước sơn ở đây nè cánh về cánh chịu khó sơn lại là được nhá cái này màu đỏ cái màu đỏ này dễ sơn nè thôi hàng đi nhật bản một chiều chốt chặn bên phải luôn nhé con này thì chỉ có một chiều chốt chặn và xả cước luôn đấy có xả cước cho mình nhé hai chiều hai chiều gọi là xả cước nhé một chiều chốt chặn rồi núm hạm đầy đủ rồi mã số 3 giá 90.000 luôn số 3 90 k máy nhật con này hạn ruby <laughs> tiếp theo một con máy dạng đua cũng là dạng mấy câu bè luôn Các anh đừng có lấy câu lu nhá lu thì nói chung là cũng sơ sơ nhưng mà đánh cá vừa vừa thôi cá nhỏ thôi nhá rồi tầm là năm gần 5 cm đâu cho mình dài của nó thì khoảng tầm là 6,5 cm con này mấy tay phải nhiều chức năng nhá nhiều chức năng một chiều chút chặn nè đấy lăn cước chạy rất là em con này đến từ hãng Daiwa Checker GS7 Chồng Chino Checker đấy có xả trước cho mình ở đây là cái nút hai chiều ở đây là cái nút bật tắt tiếng kêu đấy rồi đây là núm hạm control đấy rất là nhiều chức năng và hàng nội địa nhật bản mã số là 4 giá chỉ có một trăm hai thôi <laughs> số bốn một trăm hai mươi nghìn nhá rồi số 5 sẽ là máy đứng nè Đầu tiên là một con máy đứng GOB CX1 Con này ratio là 4.75 Radio cao Toàn thân hợp kim luôn nhé Kim loại hết, lạnh hết Hàng nội địa Nhật Bản Mô biên sóng đi gà keo Con này máy nhỏ nhưng có vỏ nha Radio 4.75 Đấy Cước 3 là 120m Máy nhỏ có vỏ Lăng cước sáng đẹp Ngoại hình sáng ok Đấy máy này nó bảo cho mình cho nha nó bảo toàn thân hợp kim luôn mã số là năm giá 190.000 số 5 190 cho con máy này ạ à. <laughs> con này máy nhỏ 1.000 nha rồi tiếp theo máy số con này là máy vừa vừa cho cánh câu đơn Câu ngâm lăng xê được con này là hàng nội đi Nhật Bản con này máy chỉ có một bên tay phải thôi nhá cái dòng này thì cái lăng, lưỡi gà nó không keo nhưng mà mô binh sống đầy đủ cối sống nha, cối sống. Và con này là một con Young Caster IC 1000. Giá thực của máy sẽ là tầm 3 đến 4 triệu cho con này. Cức nó vào nhiều lắm nha. 3 29, 4 là 21, 5 là 1.6 Rất cức tốt. Lăn cướp sẵn mượt. Anh nào thuận tay phải lấy con này. Con này là tay quay chicot nha, chicot. Máy quay nhẹ nhàng trơn tru. 1 chiều, 2 chiều độ tất cả đều có. Rồi, mã số 6 giá 190 luôn. Số 6 19 nha. Thăng là hợp kim cối là carbon. Số 7 là một con đời cổ này. Đấy. Một con hợp kim đời cổ luôn. Olympic trên G, No 160. Hàng nội đi nhật đây. Japan. Con này máy tay phải luôn nha. Và size của máy sẽ là tầm là 4.000 trở lên. <laughs> Mô sống. Anh nào thích đời cổ thì sưu tầm con này. Cái nút gạt của này thì dùng bằng tay các dùng tay cái ném ra nè đấy một khi ném ra là mình gạt lại như vậy nhá gạt lại gạt thành như vậy ném ra nè ném ra muốn dừng lại gạt cái tay quay một cái con này mấy tay phải dạng đời cổ cho mình nha đời cổ mấy con hoạt động ok thêm dầu thêm mỡ là được mã số là 7 giá 190 số 7 cũng là 190k luôn Ở hình này đấy <laughs> Rồi, số 8. Là một con size tầm 4.000, con này là một con club 4.000 bản China xuống Nhật. Thân carbon, cối là cối nhựa. Một bên sóng nha. để gạch cũng có keo nè Và cước máy thì cước 5 canh vào 120 Con này chạy uh, bạch đạn bên trong luôn. Cái cối của nó người ta dán cái giấy á, không dán cái giấy gì rồi này? Để em xem nhá Nó phải dán giấy cái này là nó cho chuẩn bị nó mắc cái tem. Tem á nha, về mình lột tem ra đi cho cái cối nó sáng bên trong nó hiện ra đẹp hơn nha. Rồi, kẻ cước tốt. Mô binh sống, lăn cước còn mượt. Ngoại hình thì đánh lại là được. Tay quay đổi trái phải. Tay quay máy kim loại nha. Máy quay ok. Con này ok nha. Con này thì canh đánh, đánh 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 lưu lóc cũng được. Cách sộp á nha. Ngoại bắt gọi là sộp. Ok, rồi, câu đơn, câu ngâm đều ok hết. Mà số 8 giá 160.000. Số 8, 160 nha. Rồi, số 9 à. Số 9 là một con SS1000. Con này là một con của... Uh, gì đây? Con này bạn Korea, số Nhật. Korea. Và một con của uh, Winmaster SS1000. Size thực của máy to. Con này là size tầm là 2-3, 2.500. 2-2.500 cho mình nha thân của nó rất là to dày và chắc chắn con này máy này chạy là ba bạch đạn cối là hợp kim mô bin sóng lưỡi gà keo đấy cối dày nha ratio cao 5.0 cước máy 22 150 3 là 100m tăng cước còn mực mà tay quay đổi trái phải tay quay kim loại và tay cầm đúng gỗ cả nha nhẹ nhàng nha con này quay nhẹ nhàng trơn tru cho mình rồi Đấy. hai chiều hai chiều cũng có tiếng lưỡi gà luôn nha hai chiều một chiều đều có tiếng lưỡi gà cho anh nào thích uh, nghe, nghe uh, tiếng kêu của máy mã số là 9 giá 200 con này số 9 200 000 và radio là 5.2 radio cao nè anh đánh lưu được luôn nhá này nó to vừa rồi đánh lóc ok được đánh con đó thì canh có thể cũng đánh được iso nhá rồi tiếp theo là một con Avenger 3000 con này sai thực 3000 luôn nhá sai thực mấy 3000 và con này thuộc bản China xuống nhập con này cái cối của nó là kim loại luôn con này nó có đánh biển qua và có dính muối một tí siêu ở đây có đánh biển qua các anh nha rồi mô bin sóng cối hợp kim dày à, rất là dày luôn tầm 2 ly quá 1 chấm mấy 2 ly luôn nè rồi radio máy là 5.0 cước của nó các anh vào 3 là 150 và sai thực 3 000 cả cước tốt đang cước sáng mượt tay quay trái phải máy này thì cái độ dơ nó thấp nữa nha độ nó được được thấp này. Này, dừng, dừng dừng lại nhanh máy này chạy đến ba đạn ba bạch đạn nha Ok, mã số là 10 giá 200 rưỡi. Số 10 250 000 Con máy này thuộc hãng Alpha Ticker. Tiếp theo mã 11. Con này sai tầm uh, 5 000 trở lên nhé. Một con Ryobi Dinner Caster 3008, radio là 3.8. Và con này các anh đánh bạc bãi biển là ngon nha Hàng nội đi Nhật Bản, gạt rất tốt, tốt, Ryobi. Lăng cước màu nâu bóng sáng đẹp. Đấy. Toàn thân là carbon luôn tay quay đổi bên trái được nhá đổi qua đổi sang trái được hết hai chiều ok luôn mã số 11 giá 250k số 11 200 rưỡi anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại ở bên góc trái màn hình ca nha số điện thoại của em là 03567 76692 tiếp theo là một con máy đến từ hãng Daiwa Spinter ST 950DX hàng nội địa Nhật Bản tay quay trái phải thắng hợp kim của carbon size 4 đến 5 nghìn một bên sống để trước tốt con này canh đánh đơn ngâm lăng xe đến ba tiêu được nhá lăng trước sáng đẹp tay quay có sẽ có thể chuyển sang trái nha. bên nhật hỏi về là nhiều tay phải á với lại em thuận tay phải em dễ quay cho các em. thuận tay nào thì mình dễ quay tay đó thôi nhá cũng có thể tập cho mình được mã số 12 giá 300 nghìn con này hàng nội địa nhật 12 300 trăm. À, hôm nay có hai con giống nhau luôn đây có thêm con nữa nè đấy đại hoa Spinder ST 950 dx luôn hai con tự gần nhau rồi nha hàng độ điện nhật lăng cước sáng đẹp bộ bình sống luôn nói chung như nhau hết nha Ok anh nào lấy một cặp này ngon à con này cũng vậy luôn 300 nha 300 máy quay nhẹ nha. Các anh nghe cái tiếng không? Cái tiếng cối của những con máy đời thấp nó đều là như vậy nha. Máy nhôm thường là như vậy hết. Mã số là 13, giá 300. 13, 300 nghìn. 14. Là một con Daiwa Spotlight 2000, radio con này cao 4.8, size thì con này uh, size 6000 nha. 6000. Con này toàn thân hợp kim, mô bin sọng. Daiwa còn logo, răng cước còn sáng. Đấy, con này thì có ratio cao 4.8 và cước máy cái anh vào 3 là 515 m luôn. rất à, là nhiều. À, em đọc số lớn đi nhá. 5 là 225, 6 là 230, 7 là 109. Tay quay đổi trái phải được. Con này nó có sơn lại cho nha, nó có sơn lại nha. Sơn lại một ít nè. Và hàng nội đi nhật rồi. Tay quay đổi hai bên. Máy quay không bị xào lắc luôn con này các đánh lục đánh biển được nha đánh uh, cá tra được tra chấm được rồi sai số mã 14 giá 320 k 14 320 nghìn 15 là con cối nông mô biên tịnh nè mô biên nha Đây là một con Shimano Edo 5000 hàng nội đi Nhật Bản Titanos này rồi Aerodynamic Design và hàng nội đi nhá shimano đi nhật bạn cối là cối chết nhá con này mô bình tĩnh nè em xin nhắc trước cho các anh mô bình tĩnh nhá rồi rất tốt, tốt. lăn cước sáng đẹp tay quay đổi trái phải đánh bạc phải biển nó ngon rồi, anh nào đánh cá nhỏ mà thích uh, mấy cối nông to thì dùng con này nhá mấy lớn thì nó xả uh, nói để, 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 để cho các anh hiểu câu cá nhỏ mình lôi thẳng về luôn không có sợ nó kéo đứt dây câu cá lớn á cái cối nó chết đó nó không có lôi con cá nó không lôi được đi dây đi được á thì nó sẽ làm đứt dây tùy thôi tùy vào cái dòng hoặc là cái câu gần hay câu xa câu xa thì nó khó nhá con này thì có thông số cước ba là 200 trăm mét hai chiều đầy đủ luôn toàn thân máy là carbon tay quay kim loại máy hoạt động rất là ok rồi mã 15 giá ba trăm rưỡi mười lăm ba trăm năm mươi nghìn anh nào đổ chế được mô sống thì cứ độ nhá Rồi 16 là một con uh, hộp vịt uh, hộp vịt này là của uh, Nhật bại. <laughs> Mấy Nhật bại cho mình nha, size cũng tầm uh, 9 10 cm cho mình. Cũng cao 7 cm. Mấy Nhật bại nha. Hộp kim. Đấy, con hộp vịt tay phải. Này, để em xem tay phải hay trái. Tay phải nha, tay phải. Hoạt động nhẹ nhàng quay mực mà có xạ luôn nhé bóp xạ nhại ra rồi xong nhá con này là một con uh, có tên là chi 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 trên ba trăm ba mươi con này chắc là china xuống nhật hay nhật bại mã mười sáu giá một trăm rưỡi mười sáu một trăm năm mươi k mấy hộp vịt nhé cho canh về uh, làm ná bắn cá hay là câu luôn cũng được rồi tiếp theo 17 là một con nội đi Nhật Bản đây con này cho các anh đánh uh, đánh dứt biển được nè đánh biển đánh bè được luôn mấy tròn cho canh công mấy mấy dạng đùa cho canh công ngâm nhé dạng dù tròn như mình này gọi là dạng uh, tròn đi rồi sai tầm là hơn 7 cm một tí còn đây thì nó tầm là 7 cm con này một con của hãng Rio Radio 4.1 nhá Ocean Master có lăng chi cước cho đều dây à. Đấy. Máy quay mượt mà mấy tay phải nhá mấy tay phải con này ngoại hình là như vậy Nhưng mà hoạt động rất là ok có hai chiều có có nút xả có luôn Đấy. nội địa Nhật Bản mã số 17 giá 250k 17 tấm rưỡi nhá có bè hay là có biển đều là tay phải không á các anh nhá không có thể trái rồi con tiếp theo đây, qua qua dynamic 500s nè những con này đánh cá lớn cho mình nhá con này thì sai vừa thôi nhưng mà đánh cá lớn ok đây sai của nó là ở đây cái cối của nó là rộng là 6cm còn ở đây thì rất là to tầm là 9,5 cm rồi à. đo xuống chắc là 10 cm quá gần 9,5 hàng nội địa Nhật bạn máy còn sáng đẹp mua không uổng tiền luôn các nha đấy không phí tiền luôn coi cho con này lăn chi cước đầy đủ đấy, máy biển thì em cho giá xạ hết cho anh dùng nhé để nhà chặt chỗ vừa nặng vừa chặt mấy máy biển mà hai chiều được nút sả ok hết luôn con này thì quá ok rồi à không phí tiền mã số 18 giá 200 18 200k của hãng Daiwa 19 19 con này xịn nè à. con này nhiều người săn lắm con này 8 cm à, 8 cm luôn đây là một con Olympic nha con này còn đẹp trong 40 lw mấy máy rất là nhiều ốc vít nè sáng đẹp ốc vít luôn máy nhật nha máy nhật cho mình một triệu chút chặn đây con này thì em không tháo đâu Nó hư hại gì đó thì Cứ bán theo giá tình trạng máy thôi Khô dầu nhá Đây à, Để lâu là không có dầu mỡ gì Nhưng mà vẫn còn sáng đẹp luôn Đấy Có uh, nút xạ Và có nút uh, bật tắt tiếng kêu này Cho mình ghim cá nó tốt hơn Có nút full uh, Và mã số là 10, 19 giá 300 19 300k Máy còn đẹp luôn Đấy 80% so với máy mới cho nó vậy đi nha. Đấy, đẹp. Rồi, 20. 20 là một con ben. Đây. Ben 60 bít, bên. Đây. Bên 65 bit nhá. Con này quá thiệt luôn. Hãng dáng tròn, dạng tròn nhé. Con này không có lăn chi cước nhá, nhưng mà vào dây vẫn ok hết. Đây, 6 cm. Ở đây thì 8 cm. Máy tay phải, có nút bật tắt tiếng kêu. Đấy, còn vẫn còn rất là ok, có nút bật tắt tiếng kêu này. Đấy, nút bật tắt tiếng kêu, tiếng kêu thì mình ghim cá nó 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 cứng hơn nha. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Bên trong thì là kim loại nha. Mã số là 20 giá 350 20 350 000 cho con này. Rồi, 21 nè, đánh hạng nặng nữa nè. Một con DOB Eventu SD 103 đấy ngoại hình nè rất ok ở đây nó bám muối nhẹ thôi có lăn chi cước ở đây là cái gì em không biết nè chắc bỏ bỏ cái ở à đâu bỏ cái cước luôn qua đây này nó ngon hơn nè ở đây có nút đỏ có cái bánh lăn để mình đỡ cước nữa quá tuyệt nhá rồi vẫn còn xài được nhá các nha một chiều tốt chặn nè máy không tháo chưa tháo bảo dưỡng đâu các anh về anh nào biết làm thêm thì mình cứ làm thôi vệ sinh mình thêm dầu thêm mỡ nhá ok lăng chi cước chạy đất là ok ở đây nó kẹt chắc nó kẹt cho cái cước rồi à. quay chúng cái cước nó kẹt à em hiểu rồi cước đầy quá nó nó đụng chúng cái lăng chi cước nó cứng một tí xíu cả nhá cước nó đầy quá cước nó đầy quá ok máy nhật nhá ở đây có nấm hai nấm luôn có nút xả đây nút xả vẫn vẫn còn dùng được nhá vẫn còn dùng ok đây nút hai chiều vẫn còn ok luôn Đấy, nhẹ nhàng nha cái cứng nó đầy quá thôi và mã số là 21 giá là 300 21 300 000 đồ đây thân của nó là cái cối hơn 6 cm còn cái phần thân này rất là to 10 cm ở đây là 11 rồi 11 cm 21 giá 300 22 cho các anh mua về chú trưng bạch sưu tầm câu vali ly. vali ly cũng được nhá máy gột à, nó làm cổ rất là điệu nghệ nha ở đây là cái nấm kim loại gold luôn màu vàng gold luôn nha này, rất là đơn giản nhưng mà làm nó cầu kỳ nha làm nó sẽ cầu kỳ hơn nhìn nó, trong nó cấu tạo rất là đơn giản thôi nhé à, con phần ly này em đo cho các anh xem ở đây là gần 3 cm đây là tầm là xuống cái bát là tầm 9,5 cm đây hàng nhật cho mình ô lên và mã 22 giá 400 rưỡi 22 450 000 cho các sưu tầm và 23 con này là một con Abu Sweden Ambassador 10.000 CL nhá 10.000 CL con này quá tuyệt con này có lăng chi cước nha CA thì nó không có CL nó có lăng chi cước cho mình anh nào thích lăng chi cước thì lấy con này đấy chạy mượt mà nha ở đây có cái nút bật tắt tiếng kêu cho mình nè và và, và 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 con này là một con 10.000 cl nhá 10.000 cl ở dưới có cái cái cái, cái chân để mình gắn vào cần cái chân bát này là mình tháo ra mình gắn vào cần là nó sát dính luôn nhá con máy này là Abu Sweden là của Thụy Điển xuất nhật cho mình nhá con này là sai tầm là hơn 9 cm một tí còn ở đây thì nó tầm là hơn uh, 7,5 cm nhá Ốc vít còn sáng đẹp, máy còn mới, tay cầm còn nguyên luôn, Abu, nhá. Đấy, một con Abu này, con này thì có mã số là 23 giá của nó thì các anh cứ liên hệ em nhé, em mua anh giá để em tham khảo, em báo giá lại các anh. các anh. Anh nào thích thì cứ liên hệ em, và số điện thoại nhá, Zalo số điện thoại cũng được. Rồi, tiếp theo sẽ là một con Daiwa, Daiwa Rio Dot MX 2000 hàng Việt Nam xuất nhập con này thích hợp cho các anh đánh ISO đánh luôn nè nhá có bè cũng được, được con này đánh luôn ngon đấy nó có sẵn dây dù bia e và à, cái thẹo luôn Cối là cuối hợp kim gạt trước tốt đăng trước sáng bấm keo đạ luôn máy này ngoại hình trông đẹp luôn đấy nó có một điểm xước ở đây nè có điểm xước đây thôi tay quay đổi trái phải nha con này sai thực là tầm 2.000 cho mình cước bia các anh vào nha một là 200m 1.5 là 150 một chiều chốt chẳng có thắng ABS Đấy. hai chiều đây Nãy quay rất là nhẹ nha còn ổn định cho con này đánh đua cũng được rồi mã số 24 giá 600 24 600.000 25 là có máy to nè. Con này một con DOB RX2, radio là 4.4, hàng nội địa Nhật Bản. Máy to, khối hợp kim, mô bình sóng. Cước 6 260, cước 7 220. Con này máy tầm uh, trên 7.000 nhá. Là cước tốt, năng cước sáng đẹp, bóng luôn. Tay quay đổi được trái phải nữa. Toàn thân hợp kim nguyên khối nha Máy độ mới cũng cao. Máy chạy mượt mà. Quá ok nhá cho thích hợp cho các anh đánh cá lớn săn hàng đấy thiếu dầu nha máy này hơi hơi thiếu dầu cho mình rồi mã số của con này là 25 giá là 330 25 330 k 26 là một con uh, mô binh tịnh đây con này máy to máy này tầm cũng phải tầm khủng á 10.000 á nhưng mà máy này mô binh tịnh nha cố uh, trọng lượng của nó nhẹ bởi vì toàn toàn thân là carbon một con DOB Dina Caster EX hàng nội địa Nhật Bản và cước máy canh vào à, để em xem rồi cước máy đây ba là 200, bốn là 150 nha. radio là 3.9 kéo đỡ mọi tay đánh cá tuyệt vời kẹt cước tốt lăn cước mượt mà ở đây uh, cái này là nó cuốn dây khác vô nó cuốn cái dây mà dính muối nó cuốn vô đây nè chứ cái cối nó hoàn toàn là carbon và nó kháng mặn cho mình nhá đây ở ngoài một tí thôi dây này về mình vệ sinh lại mình dùng dây này còn rất là ok dây tốt cứng cáp tay quay đổi trái phải máy quay cũng nhẹ tay cho mình nha một chiều hai chiều thì có đầy đủ đây con máy to nó này là như vậy và máy nhẹ nhẹ mã 26 giá 300 26 300 nghìn mấy 10 nghìn và sai của nội địa Nhật Bản sai 10 nghìn tiếp theo 27 là một con Shimano Nassi nhá Shimano Nassi 2500 con này thuộc bản Malaysia xuất nhập cái câu ISO câu đơn câu ngâm à, câu à, câu lưu được nhá thăng carbon cối hợp kim mô bình sống lưỡi gà keo nấm keo kẹt cước tốt thanh gạt cước nhỏ lăn cước sáng đẹp con này mắc chữ thôi các nhá lăn cước sáng đẹp soi giỏ từ từ cho các anh xem Đấy, có cái núm đẹp các anh uh, chăm dầu vào đây nha ngoại hình thì sẽ có sức với điểm dưới cho mình điểm dưới cái này nó chống căng con này một chiều chốt chặn thẳng ABS đầy đủ Rồi cái nút gạt của nó thì gọn bên trong nha nó, nó làm gọn bên trong cho mình Nó không có lồi lõm ra Ở đây có cái viền nữa Đẹp nha Máy này đổi tay được Mã 27 giá là 1 triệu 150 nghìn nha 27 1 triệu 150 Shimano Nashi 2005 Tiếp theo một con Shimano từ Win Power 5000 BG nha Có máy 5000 BG này thuộc nội địa Nhật Bản cho mình Đấy Size 5000 luôn cối là hợp kim thăng uh, carbon có nấm uh, cho mình uh, chăm dầu và có một điểm xước nhá hôm nay này sẽ có điểm xước nói chung nó cụ theo năm tháng mô bình sống lưỡi gà kêu rất là tuyệt gạt cước thì rất nhạy đang cước đây Đấy, mấy cái mạng bám thôi nhá vệ sinh lại là ok tay quay đổi trái phải con này thì có tiếng xào có uh, một một phần xào nhẹ cho mình nhá anh về cán bảo dưỡng thay với bên giá thì em để theo, theo tình trạng máy rồi tàu Win Power hàng nội địa Nhật Bản sai 5 000 đánh uh, cá lớn thoải mái đánh uh, bạo lực kiểu uh, đánh uh, dứt biển đồ đơn ngâm năng C đánh ba tiêu đánh lục đánh tháo ở bên trên cho các anh xem Shimano tàu Win Power nhá 5 000 Cối <laughs> còn rất là đẹp nha Ở đây đang đen cái mỏ nó nè Nó cũng xài uh, lâu nó không thay mỏ nha Ở trong bên trong nó dính cát á Em nghĩ là bên trong dính cát chỉ cần vệ sinh vô uh, là nó không có nghe cái tiếng xào hay sao rồi à. Rồi ok nha Con này thì có mã số 28 Giá của nó là 3 triệu 28 3 triệu Rồi 29 con cuối cùng, con máy to 10.000 nè. Đây là một con Daiwa AX 5.000 nha. Toàn thân hợp kim luôn. Mô bình sóng, lưỡi gà keo đầy đủ. Đấy, cối còn đẹp. Và cước máy 8 là 230, 10 là 180 nha. Cước 5 cái anh vào một, à, 400 luôn. Daiwa, qua, ở đây nó mắc cái núm mà. Núm dạ gỗ. Mà cái núm này kim loại mà, còn nguyên hết nha. Đấy, nó kêu tiếng rất là đã phải tốt lăng cước còn bực nha mà nha Đấy, ngoại hình đai qua con này hàng nội đi nhật nha và đây nó sẽ mắc gọi là mắc cái tem ở bên ngoài một cái điểm này một cái điểm này mắc núm này cái điểm này thì mắc cái tem nhỏ nhỏ đây tay quay thì còn nguyên tay cầm núm gỗ Đấy, nút này thì còn ok nè tay quay đổi được trái phải hết nha rồi ok chút chặn đầy đủ luôn đánh cả lớn thoải mái thích hợp cho các anh đánh câu biển đáy biển săn hàng cá lớn mấy chục ký đó nha con này quá ok con này toàn thân là hợp kim luôn đánh gần bờ mà đánh cá săn hàng là được à, đánh gần bờ đánh trên bờ nhá trên bờ đánh hồ đánh sông á sông lớn rồi á thì mấy nặng em sợ cái ném không nổi mày ra ngoài biển mình ở trên khơi trên trên thiền thuyền mình thả xuống là ok nhất đấy bánh răng nó cực kỳ dày rất là dày nhá có lưỡi gà cốt trợ lực đầy đủ hết rồi con này có mã số là 29 giá là 1 triệu 350 nhá 29 1 triệu 350 như vậy là rất là rẻ rồi và em xin kết thúc video tại đây cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ủng hộ em một like và một lượt đăng ký nha chia sẻ giúp em ạ à. đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo em sẽ ra anh em đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghim trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Em chúc anh đi câu may mắn nha. Xin chào tạm biệt các anh.